Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên mục review sản phẩm tại Cường Luxury Channel Và hôm nay mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn một sản phẩm đến từ thương hiệu Hublot Và đó là một sản phẩm gì thì intro nào Đầu tiên, để nói về hút lót Big Bang, đây là một dòng đồng hồ sở hữu nhiều sự đột phá trong thiết kế mở thời điểm nó ra mắt vào năm 2005, khi đó bằng cách tập trung vào phát triển các vật liệu chế tạo để hướng đến tinh thần xuyên suốt của thương hiệu là Art of Fusion, Thiết kế của mẫu Big Bang đầu tiên đã thắng ngay giải thiết kế đẹp nhất tại lễ Geneva Watchmaking Brand Brick 2005. Đồng thời đẩy mức doanh thu của hút lót lên mức kỷ lục và để tiếp nối cho sự phát triển đó, những bộ sưu tập Big Bang tiếp theo đã dần được cho ra đời với nhiều ấn tượng hơn, nhiều sự đột phá hơn, đồng thời cũng đem đến rất nhiều thành công hơn cho Hublot. Chiếc Big Bang Quang Lick mà mình đang có ở đây chắc chắn rồi, cũng là một phần trong số đó. Tổng quan về mẫu Hublot Big Bang Quang Lick, mẫu đồng hồ này vẫn giữ dáng vẻ rất đặc trưng của Big Bang với thiết kế thể thao hiện đại nhưng nó có một điểm vô cùng đặc biệt, đó là chức năng Quang Lick, giúp bạn có thể nhanh chóng tháo dây đeo ra khỏi bộ vỏ. Tuy nhiên, trước khi đi sâu hơn vào chi tiết thiết kế, chúng ta hãy cùng nhìn vào bộ vỏ này. Ở phiên bản này thì có lẽ các bạn đã thấy nó thực sự rất nổi bật bởi vành bezel đã được trang trí với 42 viên kim cương thiên nhiên. Mặc dù không phải là một con số lớn nhưng những viên kim cương này đều rất sáng và được sắp xếp rất đều. Điều này thì đã góp phần giúp tổng thể mặt số của chiếc Big Bang nổi bật một cách tinh tế hơn. Phần vành tay của chiếc đồng hồ được kết hợp đánh bóng ở hai bên và chạy xước ở chính giữa, giúp gia tăng được sự tương phản cho lớp vỏ. Và đây là lớp vỏ sang quyết 5 tầng làm nên tinh tụ của Hublot lót. Với phần kết nối chính giữa bộ vỏ và vành bezel như các bạn thấy ở đây được làm từ chất liệu composite. Đây chính xác là sự kết hợp đến từ nghệ thuật Adobe mà chúng ta vẫn thường hay nói về hublot Bộ vỏ này được kết nối với nhau rất chắc chắn và cực kỳ liền mạch, giúp cho bộ máy bên trong được bảo vệ một cách hoàn hảo và khả năng chống nước cũng đạt mức 100m. Một con số phù hợp để giúp bạn đeo thường xuyên hơn ngay cả trong lúc đi bơi và khi đi tắm. Đương nhiên, mình không khuyến khích bạn nên làm điều này vì giữ dụng chiếc đồng hồ tránh khỏi nước nhiều nhất có thể vẫn là một lựa chọn an toàn hơn rất nhiều. Đi sâu hơn vào mặt số, chúng ta có một nền mặt số satin đen rất sâu và tương phản bộ vỏ cũng như các chi tiết bằng vàng hồng bên trong. Nó khiến cho chiếc đồng hồ nhìn thực sự quyến rũ và cuốn hút hơn. Và ở trên mặt số này chúng ta có một sự kết hợp đan xen giữa cọc số hình học và cọc số Ả Rập với phần tô dạo quang màu trắng nổi bật. Bộ kim chỉ giờ và phút được làm dạng bút chì và cũng được phủ một lớp dạo quang ở chính giữa giúp chúng ta có thể dễ dàng xem giờ hơn trong điều kiện thiếu sáng. Kim chỉ dây của chiếc bích bang cũng được làm dài và thanh mảnh, kèm theo đó là một logo hình chữ H ở phía đuôi kim. Phần góc 3 giờ chúng ta có thêm một ô hiển thị ngày và bao quanh mặt số thì chúng ta có một vòng hiển thị phút. Và bây giờ trở lại với bộ dây đeo độc nhất của Quang Lick. Bạn có thể thấy nó giống với tất cả những bộ dây đeo trên những chiếc hublot khác. Đều được làm từ cao su thiên nhiên với những đường vân rảnh trang trí. Tuy nhiên ở phần tay vỏ này bạn có thể thấy một nút bấm nhỏ nằm ngay đây Và chỉ với một thao tác rất nhanh gọn chiếc dây đeo đã được tháo ra Bên này cũng vậy Với khả năng tháo lắp dễ dàng như vậy nó có tác dụng gì? Không biết các bạn có đang tự hỏi điều này hay không Nhưng với chức năng này bạn có thể dễ dàng vệ sinh dây đeo hơn bằng cách tháo nó ra và lo một cách dễ dàng Ngoài ra thì điều quan trọng hơn là bạn có thể sử dụng những cặp dây đeo khác với màu sắc khác nhau thay cho bộ dây đeo nguyên bạn để thay đổi một chút cho chiếc đồng hồ của mình. Điều này sẽ giúp bạn giải phối những chiếc hốc lót của mình với những bộ trang phục khác nhau một cách tinh tế hơn rất nhiều phần khóa của chiếc Quanlix vẫn là dạng khóa gài truyền thống được làm từ thép mạ PVD đen bóng và ở đây chúng ta có một phần làm từ kinh Gold. trong khi đó mặt sau của chiếc Hublot Bích Bang Quanlix cũng được làm dạng lộ cơ với một mặt kính sapphire rất chắc chắn ở đây xung quanh vỏ có các dòng chữ Bích Bang và ngay cạnh bên là tên thương hiệu Hublot ở dưới này có series máy và dòng chữ AU 750 để chỉ chất liệu vàng hồng 18k của thương hiệu Nhìn sâu hơn bên trong lớp kính sapphire, các bạn cũng có thể thấy rõ củ văn với logo hình chữ H. Các bánh răng xoay và cả những chiếc chân kính màu hồng rất bắt mắt như thế này. Bộ máy bên trong có mã hiệu là HUB1710 và nó sở hữu tổng cộng là 27 chân kính, hoạt động với tần số là 28.800 VBH, giúp cho mỗi đồng hồ có khả năng giữ trữ năng lượng lên đến 50 giờ đồng hồ. Núm rau bên phía tay phải này cũng được làm từ kinh gold theo dạng trụ cắt rảnh lớn quen thuộc và để điều chỉnh thời gian bằng chiếc núm bạn này thì chúng ta chỉ cần nó gồm 3 nấc, ở nấc đầu tiên bạn chỉ cần vặn núm xoay chiều kim đồng hồ để lên xe cốt sang nước thứ hai bạn xoay ngược chiều kim đồng hồ để đi chỉnh ngày cuối cùng ở nước thứ ba các bạn tiếp tục xoay theo chiều kim đồng hồ để điều chỉnh giờ và đó là cách sử dụng cho một hút lót này vừa rồi là bài đánh giá chi tiết của mình về một sản phẩm hút lót big bang qua lick gold diamond mọi thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như mức giá mình sẽ để dưới link mô tả trên thẳng nét cửa hàng của cường luxury cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại